Chào tất cả anh em nhé, mình là Sông Muôn Bánh đây. Hôm nay chia sẻ anh em là coi như là xử lý bệnh hao nước con Y10 Grand và nguyên nhân nó bị sao, thì nó gồm từ đâu và nó bệnh hao nước. Thì hôm nay em chia sẻ anh em xử lý cái bệnh đấy. Trời nắng này nhiều con là hao nước, thì nguyên nhân chính của nó, thứ nhất nhìn này, các bác nhìn này, cắt nước là vàng hết rồi này. Đấy, con này là chạy cỡ khoảng 15-20 vạn rồi đấy, thì nó sẽ có hiện tượng là hao nước, chớm hao nước. Thì đấy, hôm nay em xử lý bệnh này, nguyên nhân chính của nó thì một trong những cái nắp két nước như anh em nói đây, thì cái nắp két nước này thì vẫn còn ngon, tháo ra thì vẫn còn ngon, thì mình không thay. Thì đây cũng là một nguyên nhân, nhưng mà mình kiểm tra bằng mắt thường qua quá trình nhìn và nhận định thì nó không bị rách gioăng, không bị teo gioăng, thì mình vẫn sử dụng lại được cái nắp cái nước này. Thì nó lại còn một nguyên nhân thứ hai, đó là cái van hàng nhiệt. Đấy, đây các bác nhìn đây, do chạy quá ngày, quá thời hạn quy định, đến thời hạn thì mình phải thay cái van này đi, nhưng mà do lâu thì nó sẽ bẩn những cái đường nước và nó sẽ kẹt cái lò xo này lại, kẹt cái cảm biến ở trong đây, sáp nhiệt trong đây. Thế là nó sinh ra là không lưu thông được nước và máy nhanh sôi sẽ trào nước ra. Đấy, và trào ra ngoài thì dẫn đến hiện tượng là thiếu nước và sôi nước. Đấy, và hao nước. Thì đây em cũng chia sẻ anh em luôn là mua cái van này để thay vào, thì cứ chạy một thời gian thì ai cũng thế thôi, con người nó cũng phải có lúc phải ốm, qua thời gian sử dụng nó sẽ kém đi. Mình sẽ thay cái van này và thay nước làm mát. Nước này thì nó hơi đắt tiền, của Hàn Quốc nhá, nó rơi vào 400-500 một can đấy. Anh em nào chịu chơi thì chơi cái loại này, còn không có thì chơi loại này của Việt Nam sản xuất. Đấy, Việt Nam đây, chất lượng tự hào, chất lượng Việt đây, người Việt mình sản xuất được. Đấy, loại này nó rẻ tiền hơn, loại này thì đắt tiền hơn anh em nhé. Đấy, thì mình thay nước làm mát này để cho nó giảm độ sôi này, cộng với thay cái van này đi thì nó sẽ tốt cho động cơ mình hơn khi làm việc trong cái trời nắng hiện nay và khí hậu. Thì đấy, mình thay cái nước này thì nó đắt tiền hơn anh em ạ. Nước này nó là nước nhập khẩu của Hàn Quốc, tem mác đàng hoàng nha các bác nhé. Còn nước này là nước Việt Nam sản xuất, tự hào Việt. Một cái can này nó cao hơn các bác. Đấy, Việt mình vẫn là hoành tráng hơn. Qua đây em chia sẻ anh em vậy. Một số cái này thì quá trình đấy, nhìn này, nó rỉ hết. Đây. Đấy, mình thay nó đi, nó kẹt hết vào trong cái chỗ này rồi, bị xét hết. Thì đấy, thay bằng cái này, nó không đáng bao nhiêu tiền, một vài trăm nghìn thôi. Nếu như trong thời gian mà mình đi, mình không để ý bảo dưỡng, thay dầu, thay nước theo định kỳ và thay cái van hàng nhiệt này đi, thì nó sẽ sinh ra kẹt và nước không tuần hoàn làm mát được, động cơ sinh ra là hao nước và sôi nước, trào nước ra ngoài, sinh ra là đi thiếu nước, thì tình trạng động cơ thiếu nước là nó sẽ bó máy. Thì lúc đấy là phải làm con máy thì rất chi là tốn kém nhá. Đấy, qua đây em chia sẻ anh em vậy. Thì đấy, còn không nên khuyến cáo dùng cái lon nước xanh kia đâu nhá. Lon nước xanh kia là nó không tốt nhá các bác nhá, hay bị coi như là nó đóng cặn và nó ăn mòn các cái vách két nước nhá. Nên dùng hai cái loại này, hiện thông dụng nhất thị trường hiện nay. Đấy. Loại này là của Hàn Quốc nhập khẩu, còn cái loại này của Việt Nam lắp ráp hay là Việt Nam sản xuất thì nó giá nó bình dân, anh em lựa chọn loại nào cũng được, tùy theo túi tiền. Thì đấy, nhưng mà có một cái như thế này, anh em nên thay. Đấy, thay cái này thì cũng mất công, nói chung là nó đã không bao tiền nhưng mất công. Và thay xong thì với những con xe như thế này, mình đổ nước vào đây xong, mình phải nổ máy nhá. Nổ máy cho nó tắt hết điều hòa đi. Nổ máy, đổ đủ nước nhá, đổ máy tắt hết điều hòa đi. Cho đến 30 phút nhìn quạt gió động cơ, nó quạt đây, cái quạt đây này, các bạn. Quạt này nó quay, bình thường nó không quay nhá. Tắt điều hòa nó quay, khi mà nổ máy lên nó đủ nhiệt là nó sẽ quay. Nếu anh em mà có cái máy test xem nhiệt độ nó ở bao nhiêu độ thì nó sẽ quay và đóng ngắt đều đặn như thế.
thì nó thoải mái hơn, thì nó sẽ chuẩn hơn. Thì còn có một số xe anh em đổ nước vào là phải xả e, xả gió nước, không có như La City chẳng hạn, nếu không xả gió nó sẽ gây lên là coi như là thiếu nước. Vậy qua đây chia sẻ anh em vậy. Ai có thắc mắc gì bệnh hao nước và cần cái gì tư vấn thì cứ alo em sống muốn bánh. Còn một số con hao nước đó là nó hở cái dòng quy lát ở đây nhá các bác nhá, trên mặt quy lát đây, thì con đấy là nó bị nặng, xác định là phải làm tháo hết ra quy lát ra để thay cái dòng đấy và xem kiểm tra cái mặt máy đấy. Em làm một số con là nó nặng như thế thì phải làm, còn những con nhẹ thì mình chỉ làm những cái tác mục bảo dưỡng như thế này và thay thế vài thứ, nó sẽ ổn định cho mình khi đi lại trên đường. Chúc các bác vui vẻ nhá, cần liên hệ thì alo em Sông nhá.